Ốc sẽ lót bằng kem V10 của Skin Naze. Đây là một cái loại kem cung cấp vitamin và làm sáng da. Tác dụng nổi trội của nó là cân bằng sắc da của các bạn. Và việc này sẽ giúp cho thao tác đánh nền sau đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và bạn cũng có thể sử dụng loại kem V10 của Skin Naze như là một cái lớp kem dưỡng độc lập, đơn lẻ, hoặc cũng có thể sử dụng như là lớp kem lót.